Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay là như tiêu đề thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm mà gieo hạt giống hoa màu gà để cho nó nở qua kịp Tết nha các bạn. Thì đối với cái giống hoa màu gà này á thì nó có rất là nhiều loại luôn. Ví dụ như là hoa màu gà búa nè, rồi hoa màu gà phụng vĩ nè, và một số hoa màu gà lai nha các bạn. Nhưng mà đa số thì cái thời điểm á, thì nó là cơ bản nó giống nhau. Tại vì á, cái chu kỳ của nó là tầm khoảng đâu là 3 tháng là nó sẽ nở hoa đẹp nha mọi người. Thì đối với cái hoa màu gà này á, thì nó sẽ gieo từ cái thời điểm là từ ngày 22 tháng 9 cho đến là ngày 27 tháng 9 âm lịch nha các bạn ha. Tùy theo các bạn là muốn nó tàn sớm hay là nó tàn trễ thôi. Và tùy theo cái mục đích của cái người trồng nữa các bạn. Thì đối với mà những bạn mà đã có những cái chỗ mua mà người ta ở trong công ty các bạn mà người ta mua sớm đó, để người ta chưng đó, thì tầm đâu khoảng đâu hăm mấy Tết đó, là người ta đã chưng rồi. Khoảng đâu 22-23 Tết là người ta đã chưng rồi. Thì mình sẽ gieo sớm vào cái ngày là 22 tháng 9 nha mọi người ha. Còn đối với mà những cái người bạn mà trồng hoa mà để bán Tết, bán cho đại trà đó, thì mình sẽ gieo vào cái ngày là 25 tháng 9 âm lịch nha các bạn. Thì mình gieo cho đúng là tới Tết luôn á, là tới 25 Tết luôn á, là nó trổ hoa rất là đẹp luôn và mình có thể là mình bán. Còn đối với mà những người bạn mà trồng nhà mà chưng cho nó lâu tàn đó, thì mình sẽ gieo vào cái ngày là 27 nha. Là cái ngày 27 là mình sẽ tiến hành là mình gieo ha. Là ở đây là mình trồng, mình để mình chưng tại nhà đó, thì qua Tết thì nó còn nở hoa rất là rực rỡ luôn. Thì đối với cái giống hoa màu gà này các bạn, thì các bạn có thể là mua tại Shopee ha, hoặc là bạn có thể là mua từ những cái trang mạng khác, và mình có để link cho các bạn mua luôn ha. Cái link nó nằm ở dưới cái đường mô tả đó, nhấp vào và điền địa chỉ là mua thôi. Còn những cái người bạn mà trồng chưng tại nhà đó, thì các bạn có thể là lấy cái giống từ hồi năm rồi các bạn trồng lại, nó vẫn tốt nha mọi người ha. Và thậm chí là mình trồng kinh doanh, mình lấy cái giống cũ hồi năm rồi mình trồng vẫn được nha mọi người. Đó, thì ở đây là mình quay cho các bạn xem một cái mô hình nè, là trồng hoa màu gà nha các bạn ha. Mình đã quay rất là lâu rồi, tại vì video này á là mình làm sớm đặng cho các bạn nào mà định trồng á, thì các bạn cũng có thể là định hướng được cái thời gian để các bạn trồng. Chứ tới đó mà mình mới ra được cái video á thì nó trễ nha mọi người ha. Đó, ở đây là đang trồng là cái giống là hoa màu gà phụng vĩ cũng như là hoa màu gà búa nha các bạn ha. Và loại là loại một màu chứ không có loại lai. Cái loại lai á, thì nó sẽ rất là nhiều màu, thì các bạn có thể là tìm mua ở trên là Shopee ha, nó vẫn có nha mọi người ha. Thì thông thường á thì các bạn là nên chọn những cái giống hoa màu gà lùng á, nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ tàn lâu hơn nha mọi người ha. Nói chung là cái độ nó theo cái cảm nghĩ của mình thôi, là nó sẽ dai hơn là những cái loại mà hoa màu gà cao nha các bạn. Đó, và cái giá thể trồng các bạn thì nó rất là dễ luôn. Ở đây mình chỉ sử dụng tro thôi. Mình chỉ sử dụng tro thôi nha các bạn ha. Chúng ta không có sử dụng cái sơ dừa ha. Cái sơ dừa thì cũng vẫn được, nhưng mà nó mình phải xử lý chát của nó, mà không là sau này nó rất là dễ bị lở cổ rễ luôn. Và một điều lưu ý các bạn là khi là mình trồng cái hoa màu gà đó, thì các bạn mà có điều kiện thì các bạn hãy nên mua những cái bạc á các bạn. Bạn phủ ở dưới ha, xong rồi mình lên chậu ha. Thì thông thường á thì khi mà mình gieo hạt mầm các bạn, thì khoảng 10, 12 cho đến 15 ngày các bạn thì mình sẽ ra cái vỏ hoa nha. Là tức cái ngày là 25 tháng 9 âm lịch á, thì mình sẽ gieo, và cho đến 15 ngày sau là mình có thể là mình cho nó ra vỏ ha. Và trước khi ra vỏ thì mình phòng cho nó một cái cử là thuốc là ngừa lở cổ rễ nha các bạn. Thì các bạn có thể sử dụng cái thằng Aleus ha. Thằng Aleus nha, tại vì bạn đừng có sử dụng những cái loại mà phòng lở cổ rễ khác, ví dụ như là Ridomin các bạn, thì nó vẫn phòng được nhưng mà nó rất là nóng. Những cái loại đó thì bạn phải giảm liều. Còn nếu như mà các bạn mà xịt theo mà đúng liều thì các bạn hãy sử dụng thằng Aleus ha, nó rất là hiệu quả trên những cái loại mà qua Tết luôn, ví dụ như là vạn thọ nè, rồi màu gà luôn nha các bạn. Có lẽ cái video này mình nói nó hơi nhanh ha. Thì các bạn có thể là tìm lục ở trong cái tách cộng đồng của mình á, thì mình có để cái link thuốc đó, thì các bạn có thể là tìm mua ha. Ở đây là hoa màu gà nở rất là đẹp nha các bạn ha. Thì mình sẽ thời gian tới nữa thì gần cận Tết thì mình sẽ ra những cái video về hoa Tết cho các bạn có thể là tham khảo ha. Thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh đó
thì bạn hãy bấm nút đăng ký nha để cập nhật những video mới nhất của mình ha. Thì hiện tại là mình đang trồng cái hoa màu, thì khi mà kết thúc cái vụ hoa màu các bạn thì mình cũng sẽ là chuyển sang mình quay về hoa Tết để mình chia sẻ cho các bạn ha. Đó, ở đây rất là đẹp nha mọi người ha. Mấy ông anh của mình nó trồng rất là nhiều luôn. Thành ra cái gì mà các bạn không biết thì các bạn cứ bình luận ở dưới kênh của mình ha, thì mình sẽ trao đổi với mấy ông anh mình rồi mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn ha. Chứ kinh nghiệm của mình thì cũng ít thôi, chứ mình không có nói là giỏi nha các bạn. Nhưng mà video ngày hôm nay là chia sẻ cho bạn về cái thời điểm mà trồng cái hoa màu gà, cũng như là những cái loại hoa màu gà lai khác đó các bạn. Thì các bạn cũng có thể là tìm hiểu ha. Cái này là cái giá thể nè, cái này là tro thôi các bạn, chứ không có. Mình khi mà trồng hoa Tết các bạn thì mình sử dụng tro là tốt nhất nha các bạn ha. Tro là tốt nhất đối với những cái loại giá thể khác. Đây các bạn, bông hoa nở rất là đẹp nha mọi người ha. Thì mọi người có thể là xem sơ qua. Cũng như là mọi người là chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh nha các bạn, để mình phát triển kênh nha, để mình đi tới cái khúc này quay cho các bạn xem về toàn cảnh cái vườn hoa Tết ha. Con này là đang trồng là bầu nha mọi người ha. Đấy, con bên đây là dạng thọ nha. Thì thời gian tới thì mình cũng sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bông dạng thọ luôn ha. Thì đối với cái bông dạng thọ này thì mình xin chia sẻ thêm luôn ha. Thì đối với bạn nào trồng qua Tết trồng một hoa màu gà thì chắc chắn thì các bạn cũng sẽ trồng là cái bông dạng thọ rồi. Thì đối với cái bông dạng thọ thì mình sẽ gieo nó vào ngày 25 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Có nghĩa là mình gieo nó trễ hơn cái thằng hoa màu gà này là đúng một tháng nha. Còn bạn nào mà có kèo mà bán ở công ty này nọ đó thì các bạn có thể gieo vào ngày 22. Còn muốn mà hoa nó nở lâu dài các bạn, mà qua Tết mà nó còn đẹp đó, thì chúng ta sẽ gieo vào cái ngày là 27 ha. Cái ngày 27 là trễ nhất nha các bạn ha. Các bạn không nên để nó trễ hơn nha. Nếu mà trễ hơn á, sau này mình phải sử dụng cái thuốc kích bông á các bạn, thì nó cũng dược đó, nhưng mà nó sẽ là mau tàn nha mọi người ha. Tại vì khi mà mình xài thuốc kích thích nhiều quá thì hoa mình nó sẽ bị ảnh hưởng, với lại mình bị tốn tiền nữa các bạn. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký nha các bạn ha. Rồi thì video mình quay tới đây thôi nha mọi người. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình nha. Rồi mình xin chào.